Mẹ mới đi có 3 tháng mà đã lóng ngóng thế này, không khéo kim đâm vào tay đấy. Cha chị, chị bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm mẹ làm nghề chăm nón. Nhà mình ngoài hạt thóc ra thì trông vào nghề này đấy, làm sao mà quên được. Mẹ ơi, con ứ cho mẹ đi nữa đâu, mẹ phải ở nhà với chúng con cơ. Con cũng thế. Cam, ra cho em rửa mặt đi. Vâng, em ngoan nào. Ra đây chị Thương, mà chị Thương, đến đây nào. Đi. Chói lại, không cho mẹ đi nữa đâu. Mẹ ở nhà mẹ nhá. Mẹ ở nhà với chúng con nhé. Con gái yêu của mẹ. Nào, thứ hai đứa ra để cho mẹ làm nhé. Nhé, ngoan nào. Mày hèn lắm. Mày chưa chết không biết xấu hổ, mày còn dám vác mặt về nhà. Mày thu hẳn bà Đào, người đẻ ra mày là đã đi, là đi thẳng một lèo. Mày bước ra khỏi nhà tao ngay nhá. Đây là nhà tôi có quyền ở. Mà anh bán lợn, lấy tiền đăng tin trên báo để gọi tôi về, sao giờ còn đuổi? Mẹ mày, mày lấy bật lại tao à? Hả? Không thể bỏ ra. Mày đứng lại. Anh đánh tôi là anh đã vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình. Nếu tôi tố cáo, anh có thể bị ngồi tù đấy. Luật à? Luật cái con khỉ. Tao là chồng mày, tao có quyền. Mày, luật này. Đứng lại ngay. Ông chồng biết thế nào luật. Đây là luật này. Tiểu bố, đứng lại. Mày đứng lại. Mày đừng đánh mẹ nữa. Bỏ nó ra. Tao cho nó biết. Bỏ ra. Tao cho nó biết thế nào luật. Mày sẽ biết đấy không? Bỏ ra. Bác nói đi bác. Ta phải làm gì bây giờ? Con vợ em về nó còn mang theo cái lời khỉ gió gì nữa. Bác tính bây giờ phải làm thế nào bác? Thì chú cứ bình tĩnh. Dạ. Uống đi đã nào. Chú nghe này. Dạ. Những điều nãy giờ chú nói. Dạ vâng. Không phải tự nhiên con vợ chú nghĩ ra được. Dạ đâu vâng. Tuy nhiên Bác nói nhanh đi bác. Ôi em xin lỗi bác. Chú nghe này. Kế hoạch xử ly hôn vắng mặt không thành. Dạ. Thì mình sẽ ép bắt nó phải ly hôn thật nhanh. Xử ly hôn siêu tốc. Dạ. Chú có hiểu không? Dạ. Nội Nhật trong tuần tới chú sẽ nhận được giấy mời của tòa đấy. Liệu mà thu xếp. Ngoài những vai diễn để đời, anh sẽ phấn đấu trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cho nên anh đã mua cái máy ảnh này. Anh rất thích mùa thu nhá. Cho nên sáng nay anh đã chụp hết 2 cuốn phim về làng ngoại ô đấy. Đấy, dừng lại. Đẹp quá. Rời ạ. Thơ mộng quá. Đây này. Tuyệt vời. Hai ba chập quay. Giấy mời của tòa án huyện đấy, cô đọc đi xem ngày giờ họ hẹn ở trong như thế nào, cứ lên mà giải quyết dứt điểm mẹ đi cho nó xong, đường ai nấy đi. Không xử vắng mặt tôi được, giờ các người lại cấu kết bày mưu
xử thật nhanh đấy. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, khác trước rồi. Chẳng còn cắn răng chịu đựng, cắn răng im lặng, để cho ai muốn làm gì thì làm đâu. À, thế mày định làm gì không? Mày không chịu đẻ, không đẻ được con trai, thế cho nên là ông bỏ mày, ông kiếm người khác đẻ cho ông con trai đấy. Này, nói phải củ cải cũng phải nghe. Làng trên xóm dưới này, khối người ủng hộ ông đấy. Anh Nhấn, anh phải biết. Biết cái cục cái chó ấy. Tưởng mày bỏ nhà đi học làm vương làm tướng gì, không ngờ rước cái lắm mồm, cái chồng nhem nhẻm về. Mày lắm mồm chung chỗ mày biết cái. Anh Nhấn ơi, anh Nhấn, đi thôi. À, đợi tôi tí nhá. Mày kiếp, chiều nay không bận tổng duyệt văn nghệ thì ông cho mày diệt hết cái thói cứng đầu cứng cổ nhá. Úi giời. Mẹ giỏi quá. Em những ngứa phòng gì lên rồi. Vâng, dân xã Đại Xuân chúng tôi quyết tâm thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chỉ 1 đến 2 con là đủ để góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. cảm ơn hay lắm. Vâng. Cảm ơn đồng chí Nhấn. Đồng chí Nhấn, các đồng chí đã tập tiết mục rất giỏi, dạ vâng, rất hay. Nhất định chúng ta sẽ đạt giải cao cho cuộc thi huyện lần này. Nào, vỗ tay nào, tất cả vỗ tay. Cầu cho trong ấm em lại ngoài em. Xem nào, cháu bà giỏi lắm. Mấy hôm nữa cháu đi thi tiếng hát thành phố xong rồi bà sẽ cho cháu về thăm mẹ nhé. Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà, cháu yêu bà lắm. Ông ốc, hôm nay ăn hỏi con cậu nó, ông cho tôi về bên làng một lúc, kẻo dân làng người ta dị nghị, cười cho là có bà bác ruột. Ông ơi, tôi xin ông. Sao bà cứ dài như cháu thế hả? Gia quy đã ghi rõ, mỗi quý về bên ngoại 1 lần. Đây đây, quý này bà đã sử dụng vào việc đi đám hiếu cụ gốc rồi. Trời ơi! Tôi xin ông. Ông, tôi xin ông. Ông, tôi xin ông. Tôi xin ông. Dù sao cũng là nghĩa vợ chồng. Tôi xin ông. Điều thứ 3 trong phương pháp phòng tránh bạo lực gia đình, chị em luôn nhớ phải chuẩn bị một cái túi đựng vài bộ quần áo, giấy tờ tùy thân và một ít tiền để khi cần có thể tạm lánh khỏi nhà một thời gian. Na này, chị vẫn nhắc lại, em phải luôn luôn bình tĩnh, cương quyết và khôn khéo. Vâng ạ. Những điều chị vừa phân tích em đã phần nào hiểu được. Nhấn vẫn luôn gây sự để tìm cách đánh em,
bắt em phải chấp nhận ly hôn nhanh. Chị Thanh Hương ạ, chuyện ly hôn chị sẽ tiếp tục làm việc với tòa án huyện. Em cứ yên tâm, lúc nào cũng có những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ và ở bên cạnh em. Vâng vâng, tôi nắm được rồi. Tôi sẽ đề nghị bộ phận án dân sự chuyển ngay hồ sơ vụ ly hôn giữa anh Nhấn và chị Na lên. Tôi sẽ kiểm tra và trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo. Vâng, vâng, chào chị, cảm ơn chị Thanh Hương nhé. Alo, tôi nghe. Ông Mão phải không? Ờ, chẳng bận gì cả, đang đọc luật để tìm cách lách thôi. Ông cứ nói đi. Không xong rồi, chuyện nhà Nhấn Na đã loan tận trung ương. Vừa có một sếp cỡ bự ở bên hội phụ nữ hay đoàn thể gì đó gọi điện cho bà Thiện. Lúc đó tôi mang công văn trình ký nên đã được nghe rõ cả, phải dừng lại ngay. Alo. Hỏng mẹ nó rồi. Ông nhắn tay Nhấn lên nhà tôi nhận lại tiền đặt cọc. Mẹ kiếp, nghèo cố vấn ái tình, lợn thì bán non, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Khổ quá chị. Ở đời thành bại là lẽ thường tình. Tôi cố gắng hết sức rồi. Này, hút điếu thuốc đi. Tôi không hút. Thì tôi cũng nhiệt tình với ông hết cỡ rồi còn gì. Thôi được rồi, tôi với ông lên thị trấn gặp nàng lần nữa. Thôi đi. Thôi, tôi không đi. Vừa tốn xăng hại xe. Thật à? Anh Nhấn, chào anh. Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Em về nghỉ trưa, bây giờ lại lên công trường. Hay tí nữa anh chở em lên công trường nhé. Vâng, từ ông ấy mất hút con mẹ hàng lươn, làm người ta nhớ bỏ dở. Thôi, mình đi đi. Ôi trời ơi, ôi trời, mày đứng lại, mày đứng lại ngay. Ôi mất mày, ôi trời ơi. Cướp, bà con ơi, bắt lên nó cho tôi. Cướp, bắt lên nó. Bắt lên nó cho tôi. Mày có chạy à? Đứng lại. Giết mày. Ôi trời. Cướp, đứng lại. Mày đứng lại ngay. Ôi trời. Cướp, bắt lên nó. Bắt lên nó cho tôi. Ông sẽ chạy đón đầu mày. Bà Bác ơi, báo cáo các bác, nhà em đuổi đánh em, bạo lực em, yêu cầu các bác xử lý, yêu cầu các bác xử lý anh ấy. Thực hiện lệnh cấm tiếp xúc 3 ngày đối với anh ấy. Cô Na, cô vừa nói sao? Cô nói bạo lực cái gì nhỉ? Em yêu cầu xã thực hiện hành vi vi phạm luật phòng chống bạo lực gia đình của anh ấy và thực hiện lệnh cấm tiếp xúc em 3 ngày đối với anh ta. Làm gì có cái luật ấy nhỉ? Cô đầy bịa. Cô đầy bịa rồi. Bác ơi, quyển luật ấy đây ạ. Để lồng 2 chữ T này vào với nhau được không? Được chứ. Nhưng mà hàng này đắt vì phải nhập khẩu từ Ý. Đặt mấy em cũng mua. Loại này 11 triệu. 11 triệu. Ok. Được rồi. Mai em dẫn vợ tương lai của em đi xem. À, chị ơi, cho em cái các visit. Vâng.
Cho em cái nữa. Cho em cái nữa. Chị ơi, loại nào? Còn có loại nào giấy xịn hơn loại này không hả chị? Không, loại này là tốt nhất. Cho em xem. Bán em một cái nhá. Đưa chị. Đây, bài đưa luật phòng chống bạo lực gia đình vào đời sống của cậu được lên khuôn rồi đấy. Dạ. Bài tuy hơi dài nhưng chặt chẽ, có nhiều thông tin nên tôi quyết định cho đăng toàn bộ, không bỏ đoạn nào. Dạ, thế thì hay quá. Em cảm ơn anh. Cảm ơn tổng biên tập ạ. Cậu cứ làm như là được đăng cầm một chùm thơ trên báo Văn Nghệ không bằng. Kìa, Truyền sang trái, tắt cánh, đánh đầu. Trời ơi, ập vào, trở lại. Kìa, thời gian không còn nhiều. Ơi, tại chết mẹ khỉ, đen như hắc in. Ôi Tài, sao thế này? Mẹ đã cấm con bao nhiêu lần rồi là không được đua xe, vậy mà con có chịu nghe lời mẹ đâu. Trường hợp cậu này may mắn lắm đấy anh ạ. Bây giờ mời người nhà sang làm thủ tục bên y vụ nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác cứ để cháu, cháu đưa bác gái đi. Được rồi. Mình đi bác. Được. Đi đi đi. Tuyết à, anh đây. Vâng, em Tuyết đây. Nhưng em chờ đợi nhà của anh lâu quá rồi. Anh nói chuyện với chồng em nhé. Này. Ai đây? Tạt mày rồi. Anh Phát, có lẽ đây là lá thư cuối cùng tôi viết gửi cho anh. Tôi sợ tôi lại giống như mẹ mình, lại ly thân, lại cô độc. Nhưng còn đáng sợ hơn nữa, nếu chúng ta trở thành những người xa lạ, những người đã chết khi vẫn đang còn sống ở ngay giữa căn nhà của mình, như những người đã chết. Em biết cả, biết anh đã xem trộm email của con Thủy, biết vì sao anh lại phải cho thằng Tài tiền mỗi khi nó nghêu ngao như hoa phong lan chờ đợi. Rõ ràng căn nhà chúng ta mỗi ngày có cảm giác rộng thêm ra, trống vắng thêm ra, mà hạnh phúc thì lại đang thu hẹp lại, ngày lại qua ngày. Hôm nay em vui quá, chả biết san sẻ niềm vui này cho ai. Trong lớp học của em có một bài văn được điểm 10. Bài văn ấy cô học sinh viết về người bố của mình. Em đã đưa cho con Thủy đọc, nó cũng thích lắm. Nhưng anh Phát ơi, anh có biết vì sao sau đó con Thủy lại im lặng?
im lặng như một cục đá không? Tiền của anh đây. Cứ cho anh khám tạm mấy hôm, khi nào có tiền anh quay lại lấy xe nhá. Vâng. Chị Hải ơi, chị thương bọn em đi. Rồi, rồi bọn em sẽ cố gắng xoay. Xoay sở gì, chú mày là chúa hứa hão, mà chị thì ít vốn. Chú mày cắm chị hơi bị nhiều rồi đấy. Bọn em hứa, chuyến này kiếm được bao nhiêu, bọn em giả chị tất tần tật. Chị thương bọn em đi. Thôi được. Này, khẽ khẽ thôi, lộ bây giờ. Yên tâm đi, lão quản trang ngủ say lắm rồi. Có bưởi không? Dạ, bố bảo gì con ạ? Mày nấu mặn thế này thì bố mày ăn được à? Cái gì thế? Canh tôi nấu đấy, chứ có phải nó đâu. Anh... Chạy đi! Dừng lại! Cướp! Cướp! Bà con ơi! Cướp! Cướp! Chú cứ vào đây, vào đi đi. Bỏ tôi ra, bỏ ra. Đi vào đi mà. Bác Sơn, em làm gì nên tội mà bác cho người đến bắt em? Xưa nay chuyện vợ chồng con cái... Chú anh ngồi xuống. Tôi không bắt chú, mà mời chú ra làm việc. Cô Na vừa ra báo với tôi, chú lại đánh cô ấy phải không? Chú nhìn đây. Tôi nói cho chú biết, chú đã vi phạm nghiêm trọng điều 2 của bộ luật này. Một khi đã không biết thì thôi, biết thì phải nghiêm chỉnh thi hành. Em... Luật chứ không phải chuyện đùa. Bây giờ chú phải ngồi đây viết bản kiểm điểm, cam kết không được đánh đuổi cô Na, chấm dứt bạo lực gia đình. Đây, chú viết đi. Đầu tiên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Này ông Nhấn. Dạ. Ông về ghi số sổ đỏ nhà ông rồi mang sang phòng địa chính nộp ngay cho tôi nhé. Này chú Minh, không những bia mà bia Hà Nội thêm món mực nướng nữa chứ. Vâng, em thua. Quân tử nhất ngôn. Đã thua phải nhận cho trong tiến bộ phải không bác? Cháu đi gì nhé. Cháu trở lại xứ người, tiếp tục làm ăn cho phát đạt. Vợ con mạnh khỏe, thế là gì mừng. Dì cảm ơn cháu đã cho dì quà nhé. Có gì đâu, cháu đi đây ạ. Cháu đi đi. Vải này tốt đấy. Bà đủ quần áo rồi. Từ giờ đến chiều tôi sẽ định giá, để sáng mai mang ra chợ để lại cho hàng vải. Thêm cái khoản này nữa là bà đã đền bù gần đủ cái bình rượu bà làm vỡ của tôi rồi. Chúng mày có biết sổ đỏ nhà ta ở đâu không? Không ạ, không ạ. Thế cái con mẹ mày đi đâu rồi? Không biết ạ, con cũng không biết ạ. Sớm nay mẹ ra đồng gào, thửa ruộng ba sào nhà mình có dấu hiệu bị dày nâu bố ạ. Mẹ kiếp,
nhất định là nó. Chỉ có nó thôi. Nhục lắm cô ơi. Hôm tôi vô ý làm vỡ bình rượu, ông ấy chửi tôi như vắt thịt suốt đêm, ắt đền bà. Tôi phải sang bên ngoại vay tiền bà chị ruột với đứa cháu dâu. Nghĩ nhục lắm cô ơi. Chỉ vì không muốn cha mẹ bị mang tiếng, vì thằng Trạch nên cứ lần nữa nên đời tôi mới khổ như thế này. Chị Hến ạ, mình không thể cắn răng chịu đựng im lặng mãi được đâu. Mình phải... Con hút nặng kia. Mày... Ôi, đứa, mày... Chú Nhân. Mày tránh ra. Anh làm cái gì vậy? Mày... Hả? Mày có mưu gì? Tôi mày giúp chú... cái sổ đỏ của ông vào đâu? Hả? Anh không được chửi tôi. Tôi chẳng có mưu mô gì cả. Mà tôi cũng chẳng biết sổ đỏ sổ đen nào hết. Mày có nỏ mô mà. Mày nỏ mô. Tôi xin chú. Mày... Chồng chết. Nhìn xương tôi. Chú Nhân. Quả lại chết. Kiểu này chắc phải đem cả người đi cầm đồ thôi bố ạ. Này, mày có thích phi công trẻ lái máy bay bà già không? Tao giới thiệu cho mày một con này cực giàu luôn. Thôi đi bố ơi, biết người ta đen thế này lại còn đùa. Này, đây. Thế mày định lấy Tuấn thật à? Tao không yêu Tuấn. Tao đến với Tuấn chỉ để lép chỗ trống, để cho đỡ buồn. Hôm qua Tuấn còn mang mẫu thiếc ảnh chụp nhẫn cưới cho tao xem đấy. Đúng là đồ tưởng mở. Tớ thấy mẹ Nết nói đúng đấy. Đúng cái gì cơ? Anh Trung, anh Trung cảnh sát hình sự ấy, là một con người tốt, tốt thực sự đấy. Alo. Trung à. Mẹ đây à? Con sẽ về ngay ạ. Con không giấu nổi mẹ đâu. Mẹ vừa nhìn thấy hai đứa chúng nó đèo nhau, nhìn diện mạo và phong thái của anh ta, mẹ lo lắm con ạ. Thôi Trung ạ, chuyện vợ chồng âu nó cũng là cái duyên cái số con ạ. Con đừng nghĩ ngợi nhiều.